Hôm nay bắt đầu cuối tháng 5 chuẩn bị sang tháng 6 nhá. Mình tiếp tục quay video lại cái cây hoa giấy này của mình để cho mọi người cùng xem nhá. Vanh bây giờ khi phải 85 rồi. Lùn lực cao chỉ khoảng mét hơn mét thôi. Đấy, dáng bay. Bay đẹp luôn các bạn, thấy không? Phê lắm. Đấy, các bạn thấy chưa, thấy gốc này chưa? Phê như con tê tê đấy, ở trên của nó mái ấy, như cái mái bay hết ra rồi. Đấy, mọi người thấy chưa? Mình quay sát lại gốc để cho các bạn xem nhé. Đấy, đã chưa? Tay bay rích rắc, vặn vẹo, phê lắm, phê lắm Việt Nam ơi. Tốn khá nhiều thời gian cho em nó, nhưng mà đến bây giờ phải nói là em nó đã nhìn rất là đẹp. Đấy, quay từ xa nhé. Cứ nắng khô này mà không có mưa này thì nào cũng bung hoa cho mà sao. Đây, mình quay lại cái phần trên này. Phần tay cành này nắng này chỉ sợ cháy này. Đang nuôi những cái mầm này nó lên để nó tốt lên để nó phủ. Đây. Đây, đây là cái ngọn nha các bạn nhé, đang nuôi cái ngọn để cho nó kéo lên, nó to lên, bắt đầu mình sẽ mới cắt đấy cái ngọn này. Ui đẹp quá, phải nói là cái này khi nuôi mình nuôi thành công tay xong bắt đầu mình lên chậu thì không còn gì để mà chê này. Cái cây này có 102 thật, vừa to vừa dài đấy, thấy chưa? Quay xung quanh để mọi người cùng thấy. Mình đang nuôi một cái tay bay về phần này, nuôi mạnh luôn. Đây, cho các bạn xem cái độ rích rắc của nó này. Đấy. Mịn luôn.
quá phê cho một tác phẩm hoa giấy siêu siêu to và lùn. Cái hay của cây này là nó to và nó lùn các bạn ạ, chứ còn to mà lại cao rồi, cộng với lũa lòng hoàng thì không nói làm gì, không tính tiền. Nên lùn mịn màng, đặc chắc nịch luôn, già. Yêu lắm, tác phẩm hoa giấy này yêu lắm. Mình sẽ tiếp tục cập nhật các cái video cái sự phát triển của cái cây hoa giấy này để mọi người cùng xem nhé. Mọi người nếu mà yêu cái kênh của mình thì ủng hộ mình, bấm đăng ký kênh mình để theo dõi các cái video tiếp theo về hoa giấy của mình. Mình chỉ làm chơi chơi thôi nhá, chứ không có nhà vườn, nhà viết gì cả. Cho nên là có gì không hay thì các bạn thông cảm. Xin cảm ơn cả nhà.